Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa lên lại clip. Thì hôm nay thì mình sẽ lên lại clip, mình sẽ chia sẻ cho mọi người tầm 3 bộ dàn mà hiện tại đang có ưu đãi khuyến mãi trong cái dịp 2 tháng 9 lần này. Thì có gì mọi người cùng theo dõi với mình ha. Ok, đây mình đang ở website của thiênvũaudio.com, thiênvũ.com.vn ha. Thì mỗi khi có một cái chương trình khuyến mãi mới thì bên mình sẽ update lên trên website này hết. Thì mọi người muốn có theo dõi chương trình khuyến mãi á, thì mọi người vô cái mục này giùm mình ha. Cái mục chương trình khuyến mãi nè, siêu tiết kiệm, siêu ưu đãi nè ha. Đó, thì hàng tháng bên mình sẽ có các chương trình nào mà đang chạy á, thì, đó, thì bên mình có mình list này hết. Đó, thì đó, hiện tại chương trình mới nhất là chương trình mừng lễ 2 tháng 9 nè. Thì mình sẽ có cái giảm giá các bộ dàn karaoke. Bộ dàn đầu tiên thì chương trình này thì chạy từ 15 tháng 8 2022 đến 15 tháng 9 nha. Rồi, đầu tiên là cái bộ dàn SE Code 8. SE Code 8 thì nếu mọi người có theo dõi kênh YouTube của Thiên Vũ rồi thì thấy mọi người cũng biết được cái dòng này rồi ha. Dòng này là dòng loa đồng trục đến từ thương hiệu SE của Đức. Dòng này thì bass của nó là bass 20, là bass 8 inch, là 20 á, bass 20 á, dòng đồng trục. Thì vì là dòng đồng trục nên kích thước của loa cực kỳ nhỏ gọn ha. Thì cái đấy nó hợp, cái bộ này là cái bộ chuyên lắp đặt cho căn hộ chung cư nè, cực kỳ hấp dẫn nè. Những cái phòng mà tầm từ 15 đến 20 mét vuông á là gấp bộ này lên cũng rất là đẹp, rất là thẩm mỹ ha. Đi kèm với bộ này thì mình ghép với con đẩy Crown XLI 800 nè. Rồi cũng vang số Paramax Pro MX220 nè. Rồi có micro sau mic 599 Pro hay là mã huyền thoại. Mic này thì bên mình bán chắc phải 4-5 năm nay rồi. Thì nói chung chất lượng rất tốt và vẫn duy trì đến hiện tại luôn. Thì đó. Bộ này thì đang có giá khuyến mãi là 52 triệu nha mọi người. Nhưng mà nó chỉ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay thôi ha. Giá gốc của nó đang là gần 58 triệu đó. Rồi tiếp đến là cái dòng mà bộ dàn Wafdell Anglo X10. Cái Anglo X10 này thì tụi mình cũng mới lắp trong cái thời gian gần đây thôi, nhưng mà cũng được nhiều sự ủng hộ của khách hàng nên bên mình vẫn tiếp tục duy trì cái dòng này. Dòng này công suất khá tốt, đánh bù lô cũng tốt luôn. Nếu mà đi kết hợp kèm thêm một con súp như cái bộ dàn này nữa thì bộ này nó lắp đặt cho không gian từ 25 đến 30 mét vuông là chuẩn luôn nha mọi người. Thì dòng này bên mình sẽ ghép với con men Wafdell luôn là CBD 2006. Vang số thì Fedeco S1000 Pro. Rồi micro thì vẫn là micro 599 thôi ha. Súp thì súp SE MF3 huyền thoại. Súp này mình cũng bán rất là lâu rồi. Súp này mình cũng bán phải 3-4 năm nay rồi, vẫn duy trì luôn, vẫn là vô đối trong phân khúc luôn. Với tầm giá tầm 16 triệu 700 một cái súp thì hiện tại bên mình chưa kiếm ra một cái súp nào chất lượng hơn con này mà lại phù hợp với gia đình hơn con này. Đó, bộ này đang có khuyến mãi là còn 68 triệu nha mọi người. Giá gốc là gần 76 triệu. Đó. Rồi tiếp đến là cái bộ mới nhất. Bộ này cũng đang được khuyến mãi nè mọi người ơi. Cái bộ Bose DM8S này đầu năm bên mình có giới thiệu rồi nè. Bộ này là cái bộ loa Bose mà thay thế cho con Bose 301 huyền thoại á, là cái dòng DM8S nè. Dòng này thì công suất một loa nó là 150W, nó gấp đôi con Bose 301 mà mọi người hay xài á. Nhưng mà tuy nhiên dòng này là những dòng mới nhất hiện nay 2021-2022 người ta đang sử dụng ha. Đi kèm với nó là có cái con súp đi kèm luôn là con Bose DC Max DM10S luôn. Bộ này thì bên này lắp khá nhiều rồi. Đợt này cái chương trình khuyến mãi cũng rất là hấp dẫn đây. Nó đi kèm với nó là gồm hai con men XLI Crown XLI 800 lận, một con đánh cho loa full, một con đánh cho loa sub. Rồi vang số thì JBL KS180A luôn. Rồi micro thì JBL VM300. Rồi thêm bộ quản lý nguồn nữa. Nói chung bộ này phù hợp cho trong không gian mà tầm 20 mét vuông chứ, tầm 15 đến 20 mét vuông. Đó là cực kỳ đẹp luôn, đặc biệt là lắp phòng khách nữa mà mọi người để con Bose DM10S này vô thì trong cái không gian nhà mình thì nó cực kỳ thẩm mỹ và cực kỳ đẹp luôn ha. À bạn, mình quên nhắc nữa là cái dòng này nó nghe nhạc được nha mọi người. DM8S
này và kết hợp với DM10 Sub này là nghe nhạc rất tốt nha. Tại bộ này đang có chương trình khuyến mãi giảm còn 95.600.000, trong khi giá gốc nó là đến 100 triệu. Cũng một chương trình khá hấp dẫn. Ok, vừa rồi thì mình mới chia sẻ cho mọi người ba bộ dàn karaoke mà đang có chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn trong cái đợt 2 tháng 9 lần này. Thì thật ra nhìn những cái số lượng những bộ này trên website thì có thể không đưa, nhưng mà những cái bộ này thì nó sẽ có số lượng có hạn nha mọi người, chứ không có phải là nếu mà hoặc là hết ngày hoặc là hết chương trình thì hoặc là hết hàng á thì bên mình sẽ có báo trước, thông báo trên website luôn, tại vì là cái này bên mình cũng phải xin bên hãng thì mới được chạy chương trình như thế này, chứ không phải là cứ đùng đùng là khuyến mãi được đâu. Vì bình thường mọi người thấy thì Thiên Vũ bán chủ yếu là bán giá niêm yết thôi, chứ Thiên Vũ không có giảm giá như thế này đâu. Tất cả cái này, những cái chương trình này là Thiên Vũ đều phải thông qua nhà hãng hết. Nếu mọi người thích clip của mình chia sẻ thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha, để mình ra nhiều clip tiếp theo. Tạm biệt mọi người.